Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648-mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. Lê Thái và Thảo Tiên chào đón quý khán thính giả đến với chương trình tin tức tổng hợp của Đài Lê Lô Sài Gòn TV trên mặt tầng 56.10 và website lelosaigontv.com. Hôm nay là ngày thứ Tư, 16 tháng 3, 2022. Để mở đầu là phần tin Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Việt Nam thu được 220 triệu Mỹ Kim tiền thuế từ các mạng xã hội. Chưa chích vaccine COVID-19 mũi thứ tư, Thủ tướng Việt Nam đã muốn chích mũi thứ năm. Từ ép cách ly tập trung, nay quy định F0 không được ra khỏi nhà cũng khó thực hiện. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết sau đây. Việt Nam thu được 220 triệu tiền thuế từ các mạng xã hội. Hôm 16 tháng 3, trong buổi trả lời trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc quản lý thuế trên mạng, ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Tài chánh, cho biết Việt Nam thu được gần 5.000 tỷ đồng tiền thuế, khoảng 220 triệu đô la của các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới trong năm 2021. Cụ thể, ông Phước cho biết tiền thuế thu được từ Facebook hơn 73 triệu đô la, Google hơn 70 triệu, Microsoft hơn 25 triệu và thu thuế từ dịch vụ thương mại xuyên biên giới khoảng 58 triệu. Ông Bộ trưởng Tài chánh cũng cho biết Bộ đã chỉ đạo Tổng cục Thuế xây dựng cổng thông tin điện tử về kê khai thuế xuyên biên giới và môi trường mạng. Cổng này sẽ được khai trương để doanh nghiệp nước ngoài khi bán hàng qua biên giới trực tiếp kê khai và nộp thuế bắt đầu từ 21 tháng 3. Cục thuế sắp tới cũng lấy mã định danh dân cư làm mã thuế để chủ động quản lý trong vấn đề thu thuế bán hàng online. Các sàn thương mại điện tử như Tiki, Shopee, Lazada, Sendo hoặc các đơn vị giao vận sẽ có trách nhiệm cung cấp thông tin của chủ shop nếu cư trú tại Việt Nam cho cơ quan thuế. Còn với các cá nhân kinh doanh trên mạng xã hội như Facebook, cơ quan thuế địa phương khai thác dữ liệu công bố trên trang bán hàng, fanpage để xác định danh tính cá nhân kinh doanh online, từ đó tìm cách thu thuế. Chưa chích vaccine COVID-19 mũi thứ tư, Thủ tướng Việt Nam đã muốn chích ngừa mũi thứ năm. Kính thưa quý vị, vừa tham khảo kinh nghiệm của Tổ chức Y tế Thế giới về việc có thể chích vaccine COVID-19 mũi thứ tư, thì ông Thủ tướng Phạm Minh Chính lại yêu cầu nghiên cứu xem có nên chích luôn mũi thứ năm hay không. Vẫn khẩu hiệu thần tốc, ông Chính yêu cầu các cơ quan dưới quyền phải thần tốc đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để tiêm vaccine, không để sót lọt người trong diện cần phải chích. Hiện tại, Việt Nam đã chích được hơn 200 triệu liều vaccine cho nhóm dân số từ 12 tuổi trở lên và đã hoàn thành thủ tục mua vaccine cho trẻ từ 5 cho đến 12 tuổi. Dù tự hào là một trong những nước có tỷ lệ chích ngừa COVID-19 cao nhất thế giới, nhưng số lượng người nhiễm COVID-19 ở Việt Nam lại tăng cao. Số tử vong vẫn trung bình 100 người mỗi ngày và là quốc gia được Mỹ đưa vào danh sách báo động đỏ, khuyên người dân không nên du lịch đến Việt Nam trong giai đoạn này. Dù Do Thái, Chile và một số nước châu Âu đã chích mũi thứ tư cho người dân, nhưng Mỹ và nhiều quốc gia châu Á vẫn chờ đợi dữ liệu về tính cần thiết và hiệu quả của chương trình này. Từ bắt ép cách ly tập trung, nay quy định F0 không được ra khỏi nhà, cũng khó thực hiện. Hôm 14 tháng 3, Bộ Y tế Việt Nam ban hành quyết định người mắc dịch COVID-19 cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly. Khi ra khỏi nơi cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác. Quyết định này còn yêu cầu chủ nhà phải đặt biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng, địa điểm cách ly y tế, phòng chống dịch COVID-19. Có thùng màu vàng có biểu tượng chất thải lây nhiễm có dán nhãn, chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 để đựng trang phục phòng hộ cá nhân của nhân viên y tế thải bỏ. Tuy nhiên, quy định này được cho là khó hiểu và không phù hợp với thực tế. Theo tin của VN Express, rất nhiều gia đình đều là F0, họ buộc phải ra ngoài để mua thuốc, mua đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, bất chấp khả năng có thể bị phạt do vi phạm quy định.
Không chỉ vậy, Việt Nam đã tự hào là bao phủ đủ liều vaccine cho nhóm dân số từ 12 tuổi, thì việc cấm F0 ra khỏi nhà là không khả thi và cũng không thể giám sát. Hơn nữa, quy định này mâu thuẫn với đề xuất của Bộ Y tế hồi đầu tháng 3 là F0, F1 được đi làm. Trước các quy định tréo ngoe của Bộ Y tế, có đề nghị giới hữu trách nên xem COVID-19 là bệnh truyền nhiễm thông thường để có các quy định ứng xử với người nhiễm. Người nghi nhiễm cởi mở hơn. Kính thưa quý vị, tác giả Chân Trời Tím qua đời ở Sài Gòn, thọ 90 tuổi. Nhà văn Văn Quang, tác giả của khoảng 50 tiểu thuyết và ký sự nổi tiếng, một số đã được quay thành phim như Chân Trời Tím, vừa qua đời vào sáng ngày thứ Ba ngày 15 tháng 3 vừa qua tại Sài Gòn, hưởng thọ 90 tuổi. Nhà văn Văn Quang tên thật là Nguyễn Quang Tuyến, sinh ngày 21 tháng 9 năm 1933 tại tỉnh Thái Bình, nguyên trung tá quản đốc Đài Phát thanh Quân đội Việt Nam Cộng hòa. Văn nghiệp của nhà văn Văn Quang bắt đầu từ năm 1953 cho đến tận những năm gần cuối đời, gồm cả truyện dài, truyện ngắn và ký sự. Theo tạp chí Khởi Hành, hầu hết các tác phẩm của ông đều là những truyện dài đăng trên các nhật báo, tuần báo, Nguyệt Sang, xuất bản tại Sài Gòn vào những năm 1954 cho đến năm 1975. Khoảng trên dưới 50 cuốn, sau đó có 28 cuốn đã được xuất bản thành sách. Ông được động viên vào khóa 4 trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức vào tháng 10 năm 1953. Từ năm 1957 cho đến năm 1966, ông là trưởng phòng báo chí quân đội, cũng là trưởng ban biên tập của các tờ báo trong quân đội miền Nam như Bán Nguyệt Sang Chiến sĩ Cộng hòa, Nguyệt Sang Phụ sự, Tuần báo Thông tin Chiến sĩ. Từ năm 1969 cho đến năm 1975, ông là quản đốc Đài Phát thanh Quân đội và cấp bậc sau cùng là trung tá. Ông Văn Quang cộng tác thường xuyên với hầu hết các nhật báo và tuần báo tại Sài Gòn như Ngôn Luận, Chính Luận, Tiếng Chuông, Tin Sớm, Tiếng Vang và các tuần báo, kịch ảnh, truyền phim, điện ảnh, văn nghệ tiền phong, tiểu thuyết thứ năm, tiểu thuyết tuần sang, v.v. Bốn tiểu thuyết của ông được quay thành phim là Ngàn Năm Mây Bay do hãng phim Thái Lan, đạo diễn Hoàng Anh Tuấn năm 1962, Chân Trời Tím của Liên Hiệp của 7 hãng phim, đạo diễn Lê Hoàng Hoa năm 1969, Đời Chưa Trang Điểm, hãng phim Giao Chỉ, đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc năm 1971, Tiếng Hát Học Trò, Alpha Phim, đạo diễn Thái Thúc Nha năm 1972. Sau 30 tháng 4 năm 1975, ông bị bắt đi tù cải tạo hơn 12 năm. Ra tù vào tháng 9 năm 1987, ông quyết định không đi tị nạn theo diện HO mà ở lại Việt Nam từ đó cho đến nay. Lưu hương với tượng Trần Hưng Đạo ở Bến Bạch Đằng đã được trả lại. Khuya ngày 16 rạng sáng 17 tháng 3 năm 2022, chiếc lưu hương với chân tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại công viên Mê Linh, ngay Bến Bạch Đằng đã được thỉnh về, an vị tại chỗ cũ sau 3 năm bị di dời. Cách đây hơn 3 năm, vào ngày 17 tháng 2 năm 2019, nhiều người xôn xao khi trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh về chiếc xe cẩu đưa chiếc lư hương lớn vốn lâu nay để dưới chân tượng đài Trần Hưng Đạo chuyển đi nơi khác. Lúc đó, ông Bí thư Quận ủy Quận 1 cho rằng việc di dời lư hương trước tượng đài Trần Hưng Đạo ở công trường Mê Linh về đến Đức Thánh Trần là để việc thờ cúng, dân hương, dân hoa được thực hiện trang nghiêm hơn, đúng vị trí hơn. Tuy nhiên, phía dư luận và cộng đồng mạng lại cho rằng hành động này gây phản ứng cho không ít người dân vì lâu nay họ vẫn đến thắp nhang ở dưới chân tượng đài để tưởng nhớ công ơn của Hưng Đạo Vương. Nay, khi mang lư hương trả lại vị trí cũ, thì lý do ông Bí thư Quận nêu lên ngày xưa khi dời lư hương đi không được nhắc đến nữa, mà thay vào đó là cung thỉnh lư hương về chỗ cũ là để chuẩn bị cho lễ khánh thành dự án chỉnh trang công viên Mê Linh và công viên Bến Bạch Đằng. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Việt Nam. Thảo Tiên và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648-mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng Lê Lô Sài Gòn TV. Tiếp theo là phần tin thế giới, kính mời quý vị cùng theo dõi.
Tổng thống Ukraine gửi thông điệp đến Quốc hội và Tổng thống Hoa Kỳ. Tổng thống Biden phê duyệt viện trợ 13,6 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine. Quân đội Ukraine phản công quân Nga. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết sau đây. Tổng thống Ukraine gửi thông điệp đến Quốc hội và Tổng thống Hoa Kỳ. Tổng thống Zelensky trong bài diễn văn qua mạng đọc trước Quốc hội Hoa Kỳ sáng nay đã kêu gọi cung cấp thêm vũ khí và áp đặt vùng cấm bay tại Ukraine. Tổng thống Zelensky nói qua thông dịch viên rằng Nga đã biến không phận Ukraine thành vùng chết chóc. Đất nước cần bảo vệ bầu trời của Ukraine. Chúng tôi cần sự giúp đỡ và quyết định của các vị. Như vậy, đề nghị lập vùng cấm bay ở Ukraine để cứu giúp người dân có phải đòi hỏi quá lớn không? Ông Zelensky cũng kêu gọi Hoa Kỳ hỗ trợ thêm máy bay và các hệ thống phòng không Kiev. Tuy nhiên trước đó, nhiều tiếng nói từ Thượng viện đã không ủng hộ yêu cầu này vì lo ngại châm ngòi cho Nga tấn công các quốc gia châu Âu. Tổng thống Zelensky bao gồm nhiều nhân vật chính trị của Hoa Kỳ từng nhiều lần kêu gọi phương Tây lập vùng cấm bay trên vùng trời Ukraine. Nếu điều này diễn ra, các chiến đấu cơ Nga sẽ không được phép hoạt động và tiến hành không kích trong không phận Ukraine. Tuy nhiên, chính quyền Biden đã thể hiện quan điểm rõ ràng rằng họ sẽ không cân nhắc phương án lập vùng cấm bay ở Ukraine vì lo ngại những hậu quả nguy hiểm. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng đồng ý rằng thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine có thể kích động một cuộc chiến tranh toàn diện ở châu Âu. Phần cuối của bài diễn văn, Tổng thống Zelensky gửi thông điệp cho Tổng thống Biden rằng ông xem Tổng thống Biden là một nhà lãnh đạo quốc gia, cầu mong ông sẽ là người lãnh đạo thế giới. Điều này cũng đồng nghĩa là nhà lãnh đạo hòa bình. Trong khi đó, thì Tổng thống Joe Biden đã phê duyệt viện trợ 13,6 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine. Kính thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden sáng ngày hôm nay đã ký thông qua dự luật chi tiêu hàng năm của Mỹ, trong đó có khoản viện trợ Ukraine lên đến 13,6 tỷ Mỹ Kim. Quốc hội trước đó đã hoàn tất dự luật chi 13,6 tỷ Mỹ Kim viện trợ khẩn cấp nhân đạo và quân sự cho Ukraine, tăng gần gấp đôi so với đề xuất 6,4 tỷ Mỹ Kim của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Khoản hỗ trợ là một phần dự luật chi tiêu trị giá 1.500 tỷ Mỹ Kim cho chính phủ đến hết tháng 9. Khoản tiền này có 6,5 tỷ Mỹ Kim cho Bộ Quốc phòng trang trải chi phí điều hành quân đội Mỹ tới các nước đồng minh ở sườn đông của NATO, cung cấp hỗ trợ tình báo cho Ukraine. Tổng thống Joe Biden hồi đầu tháng cũng thông qua gói hỗ trợ vũ khí trị giá 350 triệu Mỹ Kim, trong đó có loại hỏa tiễn chống tăng hữu hiệu là Javelin và hỏa tiễn phòng không Stinger, vũ khí cá nhân và đạn cho Ukraine, thưa quý vị. Trong khi đó, thì quân đội Ukraine phản công quân Nga. Các lực lượng vũ trang của Ukraine đang phát động các chiến dịch phản công lại các lực lượng Nga trong một số khu vực tác chiến. Theo cố vấn Tổng thống Ukraine, Mykhailo Podolyak cho biết trên Twitter hôm nay, cho rằng điều này làm thay đổi hoàn toàn cục diện chiến tranh cho cả hai bên. Trong một bản cập nhật về cuộc chiến, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đề cập đến giao chiến cường độ cao nhưng không cho biết nơi giao tranh nào là nặng nề nhất. Các viên chức Ukraine cũng nói rõ rằng số người chết đã tăng lên trong cuộc chiến kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine. Dịch vụ khẩn cấp ở khu vực Kharkiv thuộc miền đông Ukraine cho biết có ít nhất 500 cư dân của thành phố này đã thiệt mạng, trong số này có 103 trẻ em trong cuộc chiến. Theo giới quan sát, các lực lượng Nga đã tấn công hơn 400 cơ sở giáo dục và 59 cơ sở trong số đó đã bị phá hủy. Trong khi đó, thống đốc vùng Chernihiv thuộc miền bắc Ukraine cho biết ở một số khu định cư khác trong khu vực không có điện. Nga có nguy cơ vỡ nợ. Chi phí kinh tế của cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã bị phơi bày ngày hôm nay khi Nga đang đương đầu với cấm vận đang đứng trước bờ vực của vụ vỡ nợ quốc tế đầu tiên từ cuộc cách mạng của Đảng Cộng sản Nga. Hiện Nga đang đến hạn phải trả 170 triệu Mỹ Kim tiền lời từ hai công trái phiếu của chính phủ bằng đồng đô la. Họ từng bán năm 2013. Chưa rõ Nga có đủ tiền mặt để trả tiền lời hay không vì hiện phải đối mặt trong việc thanh toán và việc Điện Kremlin đánh tiếng rằng là họ có thể trả bằng đồng rúp, một hành động không chấp nhận trước những cam kết và lời hứa của chính phủ khi bán công trái phiếu. Trước đây, một số quốc gia phương Tây đã vỡ nợ, chẳng hạn như Hy Lạp hay Á Căn Đình, và phải mất đến hàng chục năm sau họ mới gây dựng lại uy tín tài chính trở lại. Nga còn nằm trong lệnh cấm vận, ảnh hưởng tiêu cực của kinh tế sẽ kéo dài đến hàng chục năm tới nếu không trả được nợ ngày hôm nay.
Những nhà đầu tư kỳ cựu khác cho biết thời gian ân hạn cho phép Nga thêm 30 ngày để thanh toán nhưng không giải quyết được vấn đề dài hạn. Hôm nay, những công ty hoặc ngân hàng giữ công trái phiếu của Nga liệu Nga có trả tiền lời hay không và chưa thấy ai nhận được khoản tiền thanh toán. Nga có gần 650 tỷ Mỹ Kim dự trữ bằng vàng và ngoại tệ, và Nga vẫn thu về hàng trăm triệu Mỹ Kim mỗi ngày từ việc bán dầu và khí đốt đang có giá cao hiện nay. Ba thủ tướng châu Âu sang thăm Tổng thống Zelensky nhằm bày tỏ tình đoàn kết với quốc gia đang bị quân Nga xâm chiếm. Hôm qua, thủ tướng của ba nước Liên hiệp châu Âu là Ba Lan, Cộng hòa Tiệp và Slovenia đã đến thủ đô Kiev. Trong lúc quân Nga gia tăng bắn phá các thành phố của Ukraine và đàm phán giữa hai bên được mở lại hôm nay, phái đoàn quốc tế đến vùng chiến sự ở thủ đô Kiev bằng xe lửa là thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, thủ tướng nước Cộng hòa Tiệp là Petr Fiala và thủ tướng Slovenia James Janša. Ba vị thủ tướng châu Âu đã hội đàm với Tổng thống Zelensky. Cùng phái đoàn còn có phó thủ tướng Ba Lan. Nhân dịp này yêu cầu khối NATO gửi một lực lượng hòa bình với sự bảo vệ của các lực lượng vũ trang để trợ giúp nhân đạo và hòa bình cho Ukraine. Trong bối cảnh quân Nga đang mở rộng chiến dịch tấn công ra toàn bộ lãnh thổ Ukraine, kể từ nay nhắm vào cả miền Tây, các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine nhằm chấm dứt chiến tranh được mở lại hôm nay. Hôm qua, Tổng thống Zelensky cho rằng quan điểm của hai bên kể từ nay mang tính thực tế hơn, nhưng phải cần thời gian để đạt được các quyết định theo đúng các lợi ích của Ukraine. Phụ Tổng thống Ukraine hôm nay thông báo là trong cuộc đàm phán, phái đoàn Ukraine đòi hỏi phía Nga phải bảo đảm an ninh tuyệt đối, bao gồm cho phép Ukraine được hợp tác với lực lượng quân sự nước ngoài trong nỗ lực phòng vệ. Ukraine cũng bác bỏ đề nghị của Nga để Ukraine trở thành một quốc gia trung lập như Thụy Điển hay Áo, cũng như không được cho phép lực lượng quân sự nước ngoài vào Ukraine. Ba Lan kêu gọi mở sứ mệnh hòa bình ở Ukraine. Phó Thủ tướng Ba Lan kêu gọi cử một phái đoàn gìn giữ hòa bình do NATO hoặc cộng đồng quốc tế đảm nhiệm để viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Ông Jaroslav Kaczynski tuyên bố trong chuyến thăm thủ đô Ukraine ngày hôm qua cùng các lãnh đạo Slovenia và Cộng hòa Séc, tin rằng việc đòi hỏi cử một phái đoàn gìn giữ hòa bình của NATO hoặc của một thể chế quốc tế lớn hơn là điều cần thiết. Ông Kaczynski nhận định phái đoàn này cần được bảo vệ bởi lực lượng vũ trang. Nhiệm vụ của họ là cung cấp viện trợ nhân đạo, đồng thời phải bảo đảm khả năng tự vệ và tổ chức hoạt động trên lãnh thổ của Ukraine với sự chấp thuận của Tổng thống và chính phủ Ukraine. Thông điệp được công bố trước thềm cuộc họp giữa Bộ trưởng các thành viên NATO ngày hôm nay tại Brussels, Bỉ. Ông kêu gọi giới lãnh đạo châu Âu nên xem xét đề xuất này dựa trên lương tri và những nguyên tắc thường tuyên bố vì Ukraine đang cần giúp đỡ. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nhận định ý tưởng cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine cần thêm thời gian thảo luận chi tiết. Ông nhấn mạnh, NATO cần tiếp tục chứng minh quyết tâm ủng hộ Ukraine bằng hành động chứ không chỉ dừng lại ở lời nói. Tuy nhiên, nhiều bộ trưởng quốc phòng của NATO có mặt tại Brussels đã phản đối kế hoạch cử lực lượng vũ trang sang Ukraine gìn giữ hòa bình. Bộ trưởng quốc phòng Hà Lan nhận định còn quá sớm để thảo luận về ý tưởng do Ba Lan đề xuất. NATO trong hơn 3 tuần qua đã nhiều lần từ chối can thiệp vào xung đột vũ trang tại Ukraine, kiên quyết không chấp nhận phương án thiết lập vùng cấm bay trên không phận của Ukraine. Tòa án Liên Hiệp Quốc yêu cầu Nga ngừng chiến dịch ở Ukraine. Tòa án Công lý Quốc tế của Liên Hiệp Quốc hôm nay ra phán quyết sơ khởi yêu cầu Nga lập tức dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine, đồng thời yêu cầu Nga phải bảo đảm những lực lượng nào hậu thuẫn cho Nga cũng chấm dứt hoạt động quân sự tại Ukraine. Tổng thống Ukraine cùng ngày tuyên bố Ukraine đã giành thắng lợi toàn diện trong vụ kiện với Nga tại Tòa quốc tế ở The Hague. Ông nhấn mạnh phán quyết mang tính ràng buộc luật pháp quốc tế và Nga cần lập tức tuân thủ. Ukraine đệ đơn lên tòa quốc tế sau khi Tổng thống Nga Putin phát động chiến dịch quân sự ngày 24 tháng 2. Trong các buổi điều trần vừa qua, đại diện phía Ukraine lập luận các vùng phía đông nước này không bị đe dọa diệt chủng như Nga cáo buộc. Đại diện Ukraine đồng thời nhấn mạnh Nga và Ukraine đều tham gia Công ước Liên Hiệp Quốc về ngăn ngừa và trừng phạt tội diệt chủng năm 1948, vốn không cho phép một nước đưa quân sang nước khác để ngăn chặn diệt chủng. Nga không cử đại diện tham dự điều trần vào ngày 7 tháng 3 và chỉ trích vụ kiện là hành động ngớ ngẩn. Tuy nhiên, Moscow sau đó vẫn gửi một tài liệu cho ICJ với thông điệp
tòa án không nên đưa ra bất kỳ phán quyết nào. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới, Thảo Tiên và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648-mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của Đài Lê Lô Sài Gòn TV qua sự trình bày của Lê Thái và Thảo Tiên. Tiếp theo là phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Joe Biden ký viện trợ thêm cho Ukraine 800 triệu Mỹ Kim. Thượng viện ủng hộ hủy bỏ đổi giờ hàng năm ở Mỹ. Tai nạn thảm khốc khiến 9 người bị thiệt mạng. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết sau đây. Tổng thống Joe Biden ký viện trợ thêm cho Ukraine 800 triệu Mỹ Kim. Theo chương trình làm việc hôm nay, sau bài diễn văn của Tổng thống Ukraine đọc trước Quốc hội, Tổng thống Joe Biden cũng sẽ họp báo để công bố quyết định cung cấp thêm 800 triệu Mỹ Kim viện trợ an ninh cho Ukraine để giúp nước này đối phó với cuộc xâm lược của Nga. Tòa Bạch Ốc cho biết, khoản viện trợ bổ sung được loan báo giúp tăng thành 2 tỷ Mỹ Kim hỗ trợ cho Ukraine. Và hiện là quốc gia nhận tiền nhiều nhất từ nước Mỹ. Trong thời gian qua, Hoa Kỳ cũng đã cung cấp cho Ukraine khoảng 2.600 chiếc hỏa tiễn chống tăng Javelin và hơn 600 hỏa tiễn phòng không Stinger, bắn rớt máy bay và trực thăng hữu hiệu. Vào ngày 24 tháng 3, Tổng thống Biden sẽ công du châu Âu đến thủ đô Brussels của Mỹ để tham gia hai cuộc họp. Hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu cũng như một thượng đỉnh NATO bất thường dành bàn thảo về cuộc chiến ở Ukraine. Thượng viện Hoa Kỳ trước đó đã thông qua một nghị quyết buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin vào các tội ác chiến tranh. Nghị quyết do Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham đưa ra và được nghị sĩ của cả hai bên ủng hộ đã khuyến khích Tòa án Hình sự Quốc tế tại The Hague của Hà Lan và Tòa án các quốc gia khác nhắm mục tiêu vào quân đội Nga trong bất kỳ cuộc điều tra nào về tội ác chiến tranh trong cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Phát biểu trước Thượng viện, ông Chuck Schumer, lãnh đạo nhóm đa số thuộc Đảng Dân Chủ, khẳng định rằng ông Vladimir Putin không thể thoát khỏi việc phải chịu trách nhiệm cho những hành động tàn bạo đã gây ra đối với người dân Ukraine. Kính thưa quý vị, Thượng viện ủng hộ hủy bỏ đổi giờ hàng năm ở Mỹ. Thượng viện Hoa Kỳ với đa số phiếu đã ủng hộ việc giữ nguyên trạng thái thời gian của Hoa Kỳ có hiệu lực vào sang năm, có nghĩa là hàng năm người Mỹ sẽ không mất thì giờ hay đổi giờ hai lần mỗi mùa xuân và mùa thu hàng năm. Luật này được gọi là Daylight Saving Time hay tiết kiệm giờ ban ngày, được Quốc hội thông qua từ thập niên 1970 với mục tiêu giúp kéo dài thêm ánh sáng vào ban ngày khi thời tiết chuyển sang mùa xuân, cho rằng sẽ giúp tiết kiệm năng lượng và hỗ trợ thêm hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, sau nhiều thập niên có hiệu lực, đa số người dân Mỹ đã chán ngán với tình trạng phải thích ứng với việc đổi giờ mỗi hai lần hàng năm. Nhiều người đã phải thích ứng với điều kiện thời tiết mới khi vào mùa hè, mặt trời vẫn còn chói lọi vào lúc 8 giờ đêm. Dù luật hủy bỏ việc đổi giờ vẫn cần được Hạ viện thông qua và nếu được Tổng thống Joe Biden ký ban hành, bắt đầu vào mùa thu năm 2023, người Mỹ sẽ không phải vặn ngược đồng hồ trở lại. Và hiện nay trên 50 tiểu bang của nước Mỹ chỉ có Hawaii và Arizona là không nằm trong luật phải đổi giờ hàng năm. Cơ quan chịu trách nhiệm đổi giờ là Bộ Giao thông Vận tải, thế nhưng muốn ngừng việc đổi giờ lại cần sự chuẩn thuận của Quốc hội. Nhiều vị dân biểu hiện đang bày tỏ sự ủng hộ kết thúc việc đổi giờ hàng năm. Và đây là một cái thông tin theo chị Tiên thấy là hay không, vui không? Cũng bình thường thôi, thấy
tại vì mình quen nó đổi giờ rồi, cho nên mình không biết là khi mà nó giữ lại bình thường nó sẽ như thế nào nữa. Bình thường là bình thường thôi, chứ có gì đâu mà mình như thế nào. Có nghĩa là khi mà chúng ta bắt đầu từ mùa năm nay cho đến mùa xuân năm sau thưa quý vị, có nghĩa là khi mà cái đồng hồ nó vẫn như vậy là chúng ta giữ hoài luôn cho đến suốt luôn. Trừ khi nào mà Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ có những cái thông báo mới về cái đổi giờ nữa thì chúng ta lại phải đổi giờ. Và nếu như cái dự luật này thông qua thì em thấy là rất là dễ dàng cho tất cả các cơ sở kinh doanh, tại vì nó không có bị đảo ngược cái thời gian, thời khóa biểu, ngay cả những đứa nhỏ nó đi học nó cũng rất là dễ dàng. Như chị Tiên thấy hiện nay thì vừa có đến gần một tuần thôi đổi giờ, mấy đứa nhỏ nó cảm giác là nó ngủ bị ít hơn, nó phải dậy sớm hơn thì rất là tội nghiệp, đúng không chị Tiên? Thì mình phải đi ngủ sớm hơn một tí. Hay quá, cái lịch thời khóa biểu rất là giỏi đúng không? Nhưng mà xin mời chị Tiên. Một tai nạn thảm khốc xảy ra vào tối hôm qua ở West Texas khi một chiếc xe van đang chở đội tuyển đánh golf của trường đại học Mexico gặp tai nạn. Cơ quan an toàn giao thông Texas cho biết tai nạn xảy ra khoảng sau 8 giờ tối, không biết vì lý do nào. Một chiếc xe Dodge Pickup đột nhiên chạy sang phía đường bên kia, ủi thẳng vào chiếc xe van đang chở sinh viên và người huấn luyện viên. Vì sức va chạm quá mạnh, cả hai chiếc xe bốc cháy trong lúc nhiều người kẹt trong chiếc xe van trong tình trạng bất tỉnh về chấn động. Hai người trong chiếc xe Dodge Pickup đã tử vong, cùng 7 người trong chiếc xe van. 7 sinh viên và người huấn luyện viên chết tại chỗ. 2 sinh viên trong đội tuyển golf trong tình trạng nguy kịch đang được chữa trị trong bệnh viện ở Lubbock, Texas. Kính thưa quý vị, bé gái mất tích từ 62 năm đã được tìm thấy căn cước. Cảnh sát ở tiểu bang Arizona ngày hôm nay cho biết hồ sơ mất tích của một bé gái từ năm 1960 đến nay vừa được khám phá. Vụ mất tích từ thành phố Alamogordo của Arizona mà không có bất kỳ dấu tích nào của bé gái đã khiến sở cảnh sát đặt tên cho hồ sơ là bé gái vô danh. Thế nhưng ngày hôm nay cảnh sát đã biết được em là ai. Bé gái tên là Sharon Lee Galeros, là người của thành phố Alamogordo. Theo một hồ sơ của Bộ Tư pháp, vào ngày 21 tháng 7 năm 1960, bé gái bị một người đàn ông và một phụ nữ bắt cóc phía sau nhà. Theo điều tra, cả hai đã dụ em bằng quần áo và kẹo, nhưng em từ chối. Ngay lập tức, người phụ nữ chụp lấy em và bắt em lên xe. Lúc này, bé gái Sharon sắp tròn 5 tuổi, đến ngày 31 tháng 7 năm 1960, tức 10 ngày sau vụ bắt cóc, người ta đã tìm thấy thi thể bắt đầu thối rữa của một bé gái gần nơi em ở, nhưng trong một khu vực hẻo lánh. Thế nhưng vì không có phương pháp giảo nghiệm tử thi để định ra căn cước, nhất là phương pháp xét nghiệm bằng di truyền DNA thưa quý vị, nên cảnh sát không thể xác định thi thể tìm thấy có phải là thuộc về bé gái bị bắt cóc hay không. Cho đến ngày 15 tháng 3 vừa qua năm 2022, nhờ phương pháp DNA, cảnh sát chưa biết tên của em nhưng tạm gọi em là Little Miss Nobody hay bé gái vô danh. Phải mất một năm sau cảnh sát mới truy ra nguồn gốc của em và hôm nay mới công bố tên của em là Sharon Lee Galera. Cảnh sát bị thương và nghi can bị bắn chết ở tiểu bang Washington. Một vụ chạm súng vào giữa trưa hôm qua đã khiến hai nhân viên cảnh sát bị thương và nghi can bị bắn chết. Theo điều tra, nghi can Jeremy Dayton, 40 tuổi, đang bị cảnh sát đến nhà để bắt về tội tấn công người khác. Trong một khu nhà di động ở thành phố Spanaway, tiểu bang Washington, thì nghi can nổ súng nhắm bắn cảnh sát. Ngay lập tức, cảnh sát bắn trả và giết Jeremy ngay tại chỗ. Một trong hai cảnh sát là trung sĩ Richard Scanife, 45 tuổi, bị trúng đạn với thương tích nghiêm trọng đang được giải phẫu trong bệnh viện và bác sĩ cho biết ông sẽ qua khỏi. Nhưng người cảnh sát thứ nhì là Dominic Calata, 35 tuổi, hiện trong tình trạng nguy kịch. Cả hai đang phục vụ trong đội phản ứng nhanh SWAT của thành phố. Cuộc điều tra cho biết nghi can Jeremy Dayton bị truy nã vì tội đánh người khác và là lần thứ ba theo luật của tiểu bang Washington là sẽ phải bị truy tố với tội hình sự. Khi đến nhà Jeremy, y đang ngồi trong xe, ngay lập tức bước ra xe và nổ súng nhắm bắn cảnh sát. Hai cảnh sát đã bị trúng đạn, nhưng nhóm SWAT đã nổ súng và giết chết Jeremy tại chỗ. Kính thưa quý vị, và đây là phần tường trình đặc biệt. CIA hỗ trợ lực lượng kháng chiến Ukraine. Quý khán thính giả vừa theo dõi bản tin Hoa Kỳ. Sau đây là bản tường trình đặc biệt buổi chiều của Đài Lido Sài Gòn TV liên quan đến tình hình Ukraine. Trong thời gian qua, cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA đã âm thầm hỗ trợ cho Ukraine bằng cách huấn luyện các phương cách giao tranh theo phong cách chiến tranh bất quy chính quy, phối hợp chung với quân đội Hoa Kỳ. Dựa trên các nguồn tin đặc biệt, Hoàng Trọng Thụy gửi đi bản tường trình sau đây.
trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra quyết định thực hiện chiến dịch quân sự nhằm xâm chiếm Ukraine. Cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ gọi tắt là CIA đã có chương trình bí mật nhằm hỗ trợ quân đội Ukraine. Từ năm 2014, khi quân Nga chiếm đóng bán đảo Crimea của Ukraine, lực lượng thân Nga dưới sự yểm trợ của Putin đã thực hiện ý đồ nhằm ly khai vùng phía đông của Ukraine. Việc chia cắt bờ cõi phía đông của Ukraine là một chiến lược về an ninh của Putin, vì sau cuộc đảo chính năm 2014 ở Ukraine, Putin thấy rõ chính phủ Ukraine đã không còn ủng hộ Nga, thay vào đó muốn hòa nhập với châu Âu và Hoa Kỳ. Tham vọng của Putin là không những ly cách vùng phía đông mà còn chiếm luôn Ukraine để tránh quốc gia này bị phương Tây và Hoa Kỳ ảnh hưởng. Khi quân Nga bắt đầu vào miền đông Ukraine nhằm hỗ trợ cho lực lượng kháng chiến thân Nga sau năm 2014, thì cơ quan CIA của Hoa Kỳ cũng âm thầm khởi đầu sự hỗ trợ cho quân đội Ukraine. Và sau 8 năm hoạt động, những thành quả trên chiến trường cho thấy, quân đội Ukraine đã thực hiện những đợt phản công hữu hiệu nhằm ngăn chặn đà tiến công của quân Nga. Quân đội Ukraine mới đây tuyên bố họ đã sát hại được 3 tướng chỉ huy của quân Nga, bao gồm một vị tướng Nga bị lính thiện xạ của Ukraine bắn tẻ đến chết. Một số sự kháng cự mạnh mẽ trong suốt 3 tuần qua đã được công nhận là đến từ sự huấn luyện và cung cấp tin tức tình báo từ CIA, nhất là do các đợt huấn luyện về tình báo và mặt trận trong vùng miền đông Ukraine từ nhiều năm qua. Những nguồn tin này đến từ các viên chức quân sự cao cấp của Ukraine, họ được quyền tiết lộ với điều kiện ẩn danh, mặc dù những tin tức này mang tính nhạy cảm vì liên quan đến ngành tình báo. Một trong những chuyên viên tình báo của Hoa Kỳ huấn luyện cho Ukraine tiết lộ với điều kiện ẩn danh là chương trình huấn luyện của CIA là nhằm hỗ trợ tối đa cho quân Ukraine phương cách giao tranh không chính quy, tương tự như chiến tranh du kích, bao gồm mục tiêu ám sát, tiêu diệt quân địch từ xa để gây náo loạn hàng ngũ của quân Nga. Điểm đáng lưu ý là cơ quan tình báo trung ương CIA có sự hoạt động khá độc lập và nhiều chương trình nước ngoài không cần đến sự chuẩn thuận của Tòa Bạch Ốc. Các chương trình huấn luyện của CIA cho Ukraine có từ thời Tổng thống Obama, sang đến thời Tổng thống Trump và nay là Tổng thống Biden vẫn tiếp tục mà không gặp phải sự chống đối hay phải buộc cơ quan CIA yêu cầu chuẩn thuận trở lại. Cơ quan CIA trong thời gian qua cũng làm việc chung với quân đội Hoa Kỳ trong việc cung cấp các tin tức tình báo nhằm giúp lực lượng Ukraine nắm vững chiến thuật của Nga từ mặt trận cho đến vấn đề phá vỡ các kế hoạch của Nga. Mới đây, Tổng thống Putin đã phải sa thải 2 lãnh đạo cao cấp của cơ quan tình báo Nga FSB. Họ bị quản thúc tại gia. Hơn 20 nhân viên tình báo khác cũng đang bị điều tra. Nguyên nhân là vì ngành an ninh Nga đã bị cáo buộc đánh giá sai sức đề kháng của người Ukraine, khiến mục tiêu tốc chiến tốc thắng của chiến dịch tấn công do Tổng thống Putin chủ xướng tại Ukraine bị thất bại và khiến cuộc chiến kéo dài đến ngày hôm nay. Theo tờ Times, hai nhân vật bị thanh trừ là ông Sergei Beseda, 68 tuổi, người đứng đầu bộ phận đối ngoại của cơ quan tình báo FSB, hậu thân của KGB thời Liên bang Xô Viết, và cấp phó của ông là Anatoly Bolikyuk. Cơ quan FSB đã tiến hành khám xét nhà của hơn 20 nhân viên khác tại khu vực chung quanh thủ đô Moscow. Đây là những người bị tình nghi có mối quan hệ với báo giới và có thể đã dò dỉ nhiều thông tin quan trọng từ kế hoạch tiến công của quân Nga cho phía Ukraine. Đây cũng là thành quả về mặt tình báo mà Ukraine đạt được dưới sự huấn luyện và hỗ trợ của quân đội và cơ quan tình báo CIA của Hoa Kỳ trong thời gian qua. Hoàng Trọng Thụy tường trình cho đài Little Saigon TV. Phần tường trình đặc biệt của Hoàng Trọng Thụy đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của Đài Lý Lô Sài Gòn TV. Thảo Tiên và Lê Thái xin kính chúc quý vị có một chiều thứ tư thật bình an và hạnh phúc và xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin chiều ngày mai.